Không nào. Cái gạt sau này nó nhỏ hơn đó. Đen thì nó dài, nó cái nó hơi ngắn. Rất khỏe nha. Cái này rất dễ à, dễ hơn cái cây kia, mềm. Cái này là mặt nạ yến mạch nha mọi người, mình pha giữa sữa tươi không đường và sữa và mật ong, mình pha tầm nhất mọi người đắp ở nhà thì tầm một tuần mọi người đắp 2 đến 3 lần ha, nó cũng mịn da lắm. Và tỷ lệ là mình khoảng lấy khoảng 2 muỗng. Cái này là gì đó? Yến mạch, 2 muỗng yến mạch, nửa muỗng sữa, 2 muỗng sữa tươi không đường, nửa muỗng mật ong, 1/3 muỗng mật ong thôi nha mọi người, nếu mọi người ấy bằng cái muỗng ăn cơm của mình ha, pha lại với nhau. Mọi người pha khoảng 10 phút cho nó nở, xong mọi người đắp lên mặt 15 phút rồi đi rửa mặt, mình vào mình skin care nha. Bây giờ mình sẽ che mắt khách lại để mình chiếu cái đèn ánh sáng sinh học ha, nó hơi chói nên mình phải chiếu. Cái ánh sáng sinh học này, cái tác dụng của nó là sẽ kháng khuẩn, kháng viêm và tăng sinh collagen, nó sẽ hấp thu cái dinh dưỡng trong cái mặt nạ, nó sẽ đưa đẩy vào da mình tốt hơn. Da nó trao đổi chất tốt hơn mọi người, thì nó hấp thu tốt hơn thì nó sẽ mau lành da và nó sẽ mịn da hơn là so với mọi người chỉ đắp vậy thôi. Tùy là cái da như thế nào mình sẽ chiếu ánh sáng màu nào nha. Nhưng màu xanh đó thì sẽ là kháng viêm, còn với màu đỏ thì mình sẽ để cho nó tăng sinh collagen. Mọi người nhìn thấy nha, bên kia là mình chiếu màu đỏ nha, thấy không? Thì là do da bạn không có bị viêm nhiều và mình cần cho nó khỏe da, nó mau lành da thôi á, thì mình sẽ sử dụng cái màu đỏ. Còn mà nếu mà khách mà viêm á thì mình sẽ xíu màu xanh để cho nó kháng viêm trên da khách hàng. Mụn viêm mình sẽ xíu màu xanh nha. Rồi trong khi mà cái quá trình mà mình đắp mặt nạ thì bên kỹ thuật viên sẽ mắc cái đầu cho khách thư giãn chút xíu, tại vì khi mà mình lấy nhân mụn xong á, mình nằm một chỗ thì nó sẽ rất là khó chịu, nên bên Hana sẽ làm thêm cái bước là mình mắc xa đầu cho khách thư giãn một chút xíu nha mọi người.
sơ đồ thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ ấn huyệt, rồi mình xoa huyệt các kiểu, rồi mình sẽ vuốt. Những cái động tác đó sẽ làm cho khách thư giãn một chút xíu. Rồi sau cái bước này thì khách hàng nếu mà có nhu cầu về chạy collagen để mà phục hồi da, chạy dưỡng chất đó, thì mình sẽ làm thêm cái bước đó. Cái bước đó là để cho khi mà mình lấy mụn nó có vết thương hở đó, mình đưa dưỡng chất bằng cái máy dòng điện ion thì nó sẽ thẩm thấu lên trên da mình tốt hơn là so với mọi người là xài ở nhà gấp 100 lần lần nha mọi người. Nó sẽ trao đổi chất tốt hơn, nó sẽ thấm trên da mình tốt hơn và nó mau lành da hơn so với mọi người là đi lấy nhân mụn không mà mọi người không chạy á, thì khả năng lành da của mọi người sẽ kém hơn. Mình chạy vô rồi thì tầm khoảng 3 đến 4 ngày sau á thì da của mọi người nó đã mờ thâm và nó đã đầy đầy sẹo lên phần nào cho mọi người. Tại vì da mình nó có cái chức năng mà tăng sinh collagen á, mình bổ sung collagen thì nó sẽ tăng sinh. Đây là những cái bước cơ bản khi mà massage đầu ha mọi người ha. Rồi các bạn, bên đây thì mình cũng đã đắp mặt nạ xong rồi. Đắp mặt nạ xong rồi thì mình chuẩn bị tới cái bước chạy collagen ha. Mọi người cứ theo dõi, mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Mọi người có nhu cầu về điều trị mụn thì mọi người việc inbox cho Hana ha. Trang YouTube của Hana cũng được, và trang Facebook của Hana là Hana trị mụn sớm mà thăm, và cái đường link Zalo hoặc là Facebook của mình có chạy ở trên cái phần clip đó. Mọi người có nhu cầu gì mọi người cứ tìm rồi mọi người nhắn tin cho Hana ha. Hana chỉ có một kênh chính thức duy nhất YouTube này nha mọi người. Cái kênh mà Hana Spine Clinic như thế này nè, mình để trên cái góc như này cho mọi người xem nha. Nó là cái kênh giả mạo của mình nha. Mọi người không có đăng ký cái kênh đó nữa ha. Mọi người qua đăng ký cái kênh này giúp mình nha. Cái kênh này là kênh giả mạo nha mọi người. Rồi cái trang Facebook của Hana là mình có để cái dòng chữ chạy, mọi người cứ theo cái đó rồi mọi người liên hệ với mình ha.